Khẩu súng pháo đồ chơi này là một trong những món đồ ưa thích của các bạn nam ngày xưa, từng được bày bán ở các cửa hàng đồ chơi thời đó. Đạn của nó là những viên pháo nhỏ có nguyên liệu trắng bên trong, được đính xung quanh một vòng tròn với số lượng 8 viên cách đều nhau như bạn thấy. Nhìn bao quát bên ngoài, súng có thiết kế như một khẩu Smith Wesson thật, nhưng cấu tạo của nó khá đơn giản. Khi tháo súng ra, bạn thấy có một khối trụ tròn được gắn vào trục lớn ở giữa. Mặt trước khối trụ chỉ là một khoảng trống, nhưng phía sau có nhiều chi tiết phức tạp hơn. Trước tiên, chúng ta sẽ có 8 lỗ được bố trí xung quanh trụ một cách rất đều nhau. Bên trong nó là những nhú kim loại được làm nhô lên và thiết kế này vừa khít với khoanh pháo đi kèm. Ta sẽ lắp pháo vào thử. Bạn thấy chúng hoàn toàn khớp với nhau. Những nhú nhô lên này sẽ đảm nhận việc kích nổ nguyên liệu bên trong viên pháo khi có lực tác động vào. Phía trong vòng lỗ là chi tiết có dạng như một bánh răng và có tác dụng làm xoay cả ấu đạn khi bắn. Bạn để ý mép ngoài cùng trên mặt phẳng này, ta sẽ có các chốt nhỏ nhô lên như những cây đinh của vòng quay số trúng thưởng. Những chốt này giúp cản lực quán tính của ấu đạn khi xoay, nhằm giúp viên đạn ở ngay vị trí chính xác của đầu búa kim quả. Bây giờ chúng ta sẽ lắp phanh pháo vào ổ đạn, đặt nó vào trục chính giữa. Ở khu vực trên thân súng, ta có một đầu búa kim quả. Khi bóp cò, nó sẽ ngã về phía sau và bật lại để kích nổ nguyên pháo nằm trên ổ đạn. Một cái lẫy nhỏ chạy dọc theo khe sẽ được kết nối với bánh răng. Một gờ cản phía dưới cùng tiếp giáp với chốt nhỏ xung quanh ổ đạn. Tất cả những thiết kế trên sẽ giúp khẩu súng đồ chơi này hoạt động một cách rất trơn tru với tiếng nổ lớn và khói được tạo ra. Khi bắn hết một vòng đạn, ta sẽ kéo thanh kim loại phía dưới nòng để tháo súng ra, tách bỏ phần vỏ của phanh pháo đi, lắp cái mới vào và chơi tiếp.